Em xin kính chào tất cả quý anh chị. Ngày hôm nay công ty phần mềm VTech Việt Nam xin giới thiệu đến toàn thể quý anh chị chiếc máy phiên dịch đời mới năm 2024 có cải tiến rất là nhiều anh chị nhé. Thì khi mà anh chị mua hàng của bên công ty em thì anh chị sẽ nhận được một hộp máy. Thì anh chị quan sát giúp em là hộp máy sẽ có logo thương hiệu độc quyền đến từ công ty phần mềm VTech Việt Nam. Và chiếc máy này sử dụng là SIM 4G anh chị nhé, SIM 4G. Đây. Đấy, ngoài ra thì bên công ty và nhà sản xuất có thêm cho anh chị đó là một dây cáp sạc, một bao máy silicon và một chiếc que chọc sim dùng để thay thế sim anh chị nhé. Thì bây giờ em sẽ đi vào và giới thiệu chi tiết về máy. Thì anh chị có thể quan sát là về phần thiết kế của máy, vuông đầu sắt cạnh rất là đẹp anh chị nhé, nhỏ gọn. Anh chị có thể sử dụng cầm tay mang đi theo mình, ví dụ như là anh chị đi công tác hoặc là đi du lịch, trò chuyện với người bản địa, người địa phương nước ngoài ấy, thì mình có thể sử dụng được, để trong túi quần, túi áo này, để trong ba lô, túi sách, rất là nhỏ gọn và sử dụng hệ thống pin sạc. Đấy, khi sạc đầy thì máy sử dụng pin rất là khỏe anh chị nhé. Còn những cái phần mềm bên trong thì bây giờ em sẽ đi vào và giới thiệu chi tiết. Thì trên thân máy sẽ bao gồm là logo thương hiệu độc quyền đến từ công ty phần mềm VTech này, có thêm mục camera. Thì chiếc máy này có rất là nhiều cái phần thông dịch, ứng năng cái chức năng sử dụng dịch, ví dụ như là dịch giọng nói này, dịch hình ảnh này, dịch văn bản này, dịch hội nhóm này, hoặc là chat GPT có hết anh chị nhé. Bởi vì đây là một phiên bản mới. Thì trên thân máy sẽ bao gồm là nút nguồn này, cũng như là nút tăng giảm âm lượng này, nút sử dụng phần dịch. Thì đây là dịch hai ngôn ngữ song song. Thì bây giờ em sẽ đi vào và bật lên cho anh chị xem. Khi mà anh chị bật nguồn của máy ấy, thì cái điều đầu tiên đó là chiếc máy này sử dụng ngôn ngữ là ngôn ngữ tiếng Việt. Đấy, nên là bất kỳ ai đều có thể sử dụng được chiếc máy này, bất kỳ ai. Thì vào bên trong thì máy rất là nhiều ứng dụng, ví dụ như là dịch trực tuyến này, dịch ngoại tuyến này, dịch ảnh, dịch phiên, đấy, dịch trên thiết bị di động này, chat GPT này, cuộc họp này, ghi âm này, có rất là nhiều những ứng dụng để anh chị có thể trải nghiệm. Đấy, khi mà anh chị vào thiết lập máy, anh chị kết nối wifi ấy, thì máy này có thể phiên dịch hỗ trợ là 140 ngôn ngữ trên toàn cầu. Và cái điều đặc biệt khi mà anh chị đi đến bất kỳ một quốc gia nào mà anh chị không hỏi được wifi hoặc là không kết nối được wifi thì máy này sẽ hỗ trợ là sử dụng sim 4G. Đấy, anh chị lắp vào mà sim nó có mạng ấy thì mình có thể phiên dịch được tại bất kỳ quốc gia nào anh chị nhé. Còn nếu mà khi không kết nối mạng thì máy có thể hỗ trợ phiên dịch được 19 ngôn ngữ anh chị ạ. Đây thì bây giờ em sẽ đi vào và chỉ cho anh chị xem. Cái phần dịch ngoại tuyến này này, khi mà anh chị đi vào để anh chị sử dụng dịch về phần giọng nói á, dịch giọng nói ngoại tuyến. Đấy thì anh chị quan sát nhé, cái ngôn ngữ đầu 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 vào ấy, tức là khi mà anh chị nói tiếng Việt thì máy sẽ phiên dịch sang tiếng Hàn Quốc. Cái này là song song nhé, ví dụ như anh chị trò chuyện với đối tác là người nước ngoài mà là người Hàn Quốc chẳng hạn. Khi mà anh chị nói tiếng Việt thì anh chị sẽ bấm vào nút màu đỏ, và khi người Hàn Quốc nói tiếng Hàn Quốc thì anh chị sẽ bấm vào nút màu xanh, dịch song song luôn. Đấy, nó sẽ tra trình tự văn bản và giọng nói cho anh chị cùng nghe. Thì bây giờ em sẽ đi vào và dịch thử luôn cho anh chị cùng xem nhé. Còn bên trong này nó sẽ có rất là nhiều ngôn ngữ. Đây là phần hệ thống dịch ngoại tuyến không có kết nối mạng, thì sẽ bao gồm là tiếng Anh, tiếng Đức, Tây Ban Nha, Pháp, Nhật, Hàn Quốc, tiếng Nga, tiếng Ý, Ả Rập, Hà Lan, rất là nhiều. Đây, Indonesia cũng có anh chị nhé. Đấy. Thì bây giờ em sẽ dịch thử từ tiếng Việt sang tiếng Hàn Quốc cho anh chị xem nhé. Xin chào, tôi là người Việt Nam. Đây anh chị quan sát nhé. Và khi mà anh chị muốn nghe lại thì anh chị sẽ bấm vào nút này. Đây là phần tăng giảm âm lượng này. Đấy, tăng giảm âm lượng thì anh chị có thể bấm tăng giảm âm lượng được. Đấy. Bây giờ em sẽ nói một câu dài hơn nhé. Xin chào, gần đây công việc của bạn thế nào? 쁘이 되는 당신. 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 쁘이
이번 주말에는 무료로 커피를 마시고 싶습니다. Đấy, anh chị nhá. Đây là về phần hệ thống dịch từ tiếng Việt sang tiếng Hàn Quốc. Và nếu như ví dụ như người Hàn Quốc muốn nói chuyện thì mình chỉ cần đơn giản là bấm nút màu xanh này thì nó sẽ phiên dịch ra cả phần giọng nói cả văn bản để cho anh chị cùng xem. Em sẽ chuyển qua phần tiếng Nhật. Đấy, tiếng Nhật vì ví dụ như anh chị nào mà đang là tu nghiệp sinh chuẩn bị đi xuất khẩu lao động hoặc là du học sinh đấy, sang bên Nhật Bản mà tiếng vẫn còn bỡ ngỡ, vẫn còn nói chưa tốt thì anh chị có thể sử dụng chiếc máy này bổ trợ rất là tốt.
Thứ nhất là mình có thể luyện nghe, luyện đọc. Nếu mà anh chị nói tiếng Nhật chuẩn tốt thì máy nó sẽ hiểu và nó phiên dịch sang tiếng Việt cho anh chị. Đấy là phần phần sửa phát âm. Còn ví dụ như anh chị muốn trò chuyện hoặc là hỏi thăm, trò chuyện với người bản địa, người địa phương là người Nhật Bản thì chiếc máy này nó sẽ hỗ trợ cho anh chị rất là nhiều. Ví dụ như lần đầu tiên mình sang vẫn chưa biết thế nào, mình muốn hỏi thăm ra cửa hàng tiện lợi này, cửa hàng quần áo này, cửa hàng bán đồ sử dụng trong gia đình thì mình có thể hỏi thăm bằng chiếc máy này. Đấy, rất là đơn giản anh chị nhé. Nó rất là nhỏ gọn, anh chị có thể để trong túi quần, túi áo, túi sách, ba lô, đấy, mang đi theo bên mình được, tự động, rất là tiện lợi anh chị nhé. Bây giờ em sẽ nói qua một số câu tiếng Nhật này, từ tiếng Việt sang tiếng Nhật cho anh chị cùng xem nhé. Xin chào tất cả mọi người, hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm việc tại công ty, rất mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người. Đấy, anh chị nhá, đây là phần hệ thống bằng tiếng Nhật này. Tôi muốn hỏi đường đến cửa hàng mì Nhật Bản. Đấy, anh chị này. Đấy. Anh chị quan sát giúp em nhé. Đây là về phần những cái câu nói rồi là trò chuyện rất là đơn giản, máy dịch rất là chính xác. Và đặc biệt là cái công nghệ AI nó rất là tuyệt vời. Tức là khi mà anh chị sử dụng dịch càng nhiều thì máy nó sẽ dịch càng chuẩn. Và đặc biệt sau này khi mà máy đã nhận diện được giọng nói của chủ nhân rồi ạ, thì dịch nó rất là chuẩn anh chị nhé. Cái công nghệ AI nó rất là vượt trội. Đấy, không phải là chiếc máy nào ở trên thị trường cũng có đâu anh chị ạ. Đấy là hai tiếng cơ bản. Thì bây giờ em thử nói qua sử dụng bằng tiếng Nga. Đấy, em chuyển đổi dịch từ tiếng Việt sang tiếng Nga xem nó có chuẩn hay không anh chị nhé. Xin chào tất cả mọi người, tôi là người Việt Nam. Привет всем, я вьетнамский. Привет всем, я вьетнамский. Привет всем, я вьетнамский. Đây là tiếng Nga anh chị nhé. Bất kỳ một loại ngôn ngữ nào. Đấy, đây là về phần hệ thống đó. Tức là khi mà anh chị không kết nối wifi ấy, anh chị chỉ cần cầm máy không đi ra nước ngoài thì máy có thể hỗ trợ được cho anh chị những loại ngôn ngữ này anh chị nhá, những loại ngôn ngữ này. Còn khi mà anh chị đã kết nối vào với cả mạng ấy thì bên này phần hệ thống dịch trực tuyến này này, nó sẽ cho ra anh chị rất nhiều loại ngôn ngữ, bao gồm là 140 ngôn ngữ trên toàn cầu anh chị nhá, rất nhiều. Đây là chiếc máy hỗ trợ SIM 4G cải tiến bậc nhất ở trên thị trường hiện nay. Về phần tốc độ dịch này, độ chính xác của câu từ, câu chữ. Đấy, và được bên em bảo hành với thời gian rất là tốt. Những anh chị nào mà đang quan tâm đến dòng sản phẩm này thì có thể liên hệ trực tiếp đến công ty phần mềm VTech Việt Nam để đặt hàng. Đấy, khi mà anh chị mua hàng của bên em, anh chị chỉ cần gửi địa chỉ, bên em sẽ lập tức là gửi hàng đến cho anh chị. Gửi về nhà, gửi về địa chỉ tại công ty. Nhận hàng là anh chị có quyền bóc ra kiểm tra và test thử xem máy có dịch chuẩn, dịch tốt hay không. Còn nếu như máy không dịch chuẩn, không dịch tốt, anh chị có quyền trả hàng anh chị nhé. Còn nếu mà anh chị nào mà muốn đến thử hàng thực tế trực tiếp thì anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến hai công ty. Đấy, thì anh chị có thể đến thử hàng thực tế tại địa chỉ của bên công ty em anh chị nhé. Nếu anh chị thấy video của em chia sẻ hay, hữu ích và chi tiết thì hãy bấm cho em một nút like và chia sẻ đến cho bạn bè, đồng nghiệp nếu có nhu cầu sử dụng máy phiên dịch cầm tay tốt, chất lượng tốt này, độ bền cao này, và cái tính năng dịch thuật của nó chuẩn xác với giá thành hợp lý nhất, thì anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến hotline đang chạy trên màn hình. Bên nhà em sẽ hỗ trợ tư vấn và báo giá cho anh chị về chiếc sản phẩm máy phiên dịch này anh chị nhé. Cảm ơn anh chị đã theo dõi clip.